Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô quê phơi bề. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn. Nơi xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dưng dưng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dặn con hết lời, lần nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba. Thôi, cái này có về quê không? Tết này à? Bây giờ chưa có thì không nghĩ nữa, không muốn về. Ờ nhờ, tới giờ vẫn chưa có thông báo là nghỉ Tết, nhờ không biết có nghỉ không hay là vẫn không làm Tết ta. Nhớ nhà quá đi rồi. Không về quê ăn Tết rồi. Mặt cho ban giám đốc, được sự đồng ý của ban giám đốc thì ban quản lý xin thông báo là Tết năm nay chi nhánh Kim Ba mình sẽ được nghỉ Tết, và từ ngày 28 Tết cho đến ngày mùng hết ngày mùng 5, ngày mùng 6 là chúng ta đi làm lại. Lần nào mẹ cũng gắng hỏi Tết này về không con. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết chuyện kể ba nghe, đêm giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm tháng gần treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới. Người chiến thắng khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ.